Rồi, chào mọi người, đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật. Liên hệ mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình 0348308843, nhắn tin hoặc là gọi điện cho mọi người. Rồi, cái video hôm nay mã là 222 ha. Đó, mọi người mua hàng thì chốt hàng thì liên hệ cái mã trên sản phẩm ha. Rồi, ví dụ như món này mã 13 đây, mỗi cái là mỗi một cái mã nha mọi người, để mã cho nó dễ liên hệ mình đặt hàng ha. Rồi, bên em nhận chuyển khoản gửi hàng, không có ship code nha mọi người, rồi chú ý giùm em. Rồi đang gửi ít cái đồ dụng cụ nè, nói chung nó rất là nhiều loại ha. Này có cây kéo cắt vải rất đẹp luôn, kéo Nhật nha. Đó, còn rất đẹp, như hước nè, kìm phe cũng có nè. Bữa có mấy bác hỏi kìm phe nè, nay có lại cây kìm phe ha. Với cái cân cái cân này đặc biệt, cái cân này nó, rồi chú ý cái cân này ha, nó còn rất là đẹp luôn, là 1g tới 25kg ha, nhưng mà về cái nó không có lên. Mà hàng này xuất thị trường Nhật luôn, nói chung là nó lên số nè, nhưng mà nó không nhảy, không biết sao nữa. Đó, không nhảy ha, cân điện tử mà nó không nhảy nè. Cái này cái nắp, cái mặt cân á, nó dính vô thôi, trong quay nha, chưa có làm gì hết. Đó, rồi thấy không nhảy. Rồi bán dạng bán sát nha mọi người, 300. Rồi đầu tiên là cái bộ này là bộ hàng chì của Good. Đây, thương hiệu Good ha, hiệu của Nhật. Bộ hàng chì rất là đẹp, hàng chì dạng nhỏ nha, nó xài điện 100V 30W. Good nè, Made in Japan nè, điện 100 nha, test ok, nóng ngon lành. Đi kèm cái bộ nó có cái này nữa nha mọi người nè, với một ít chì của nó, có cái hộp nó nguyên vậy, nó có cái này nè, một cây kìm ha, cây kìm cũng của Nhật luôn, cái kìm nó để kẹp, chung nó dùng cho mở hàng luôn, để kẹp mấy cái linh kiện á, cái kẹp mini nhỏ xíu, kẹp mạch này kia để hàng, với một cái này nè, giống như cái cây nhổ chân, nhổ cũng linh kiện luôn ha. Đầu này như đầu quấn dây, cũng là của Gót ha, nó đi theo cái mẫu hàng đó, nó đi Nhật Bản luôn. Đó rồi, nguyên hộp rồi mọi người, nguyên hộp ha. Mã số 1 nha, 350 nha. Tiếp theo là một con thước dây ha, này thước dây của Elon của Nhật. Cái dòng này là mấy con tán này bằng đồng hết nè, nó tán đồng, chốt đồng nè, cái khuy đồng nè, nó tán đồng đẹp. Elon của Shikisui, đây Shikisui công ty nó Nhật đó.
khớp dây còn rất đẹp. Khớp này 20 mét nha mọi người, chỉnh nhật này. Đi luôn. Đây, cái quay để mình quay là quay dây vô ha. Khi quay thì mình giữ cái ngón tay đây mọi người cho nó vô dây nó êm mà nó tránh bị rối ha. Tại vì khi mình quay nhanh á, cái dây này là dây mềm nhưng mà cái dây này chắc lắm nha mọi người, nó không phải như phải mà dễ đứt rồi, kéo hết sức cũng rất là cứng luôn nha. Chữ thì nó đạm không có sợ phai luôn. Rồi hước dây mã số 2 ha, 400 ngàn. Rồi cái này là cái như cái mồi lửa của Nhật này. Này, chữ Nhật này. Cái này đặc biệt nó mới tinh luôn nha, chưa xài. Nó còn cái tim nè mọi người, tim chưa đốt còn bọc luôn rồi. Cái tim này là nó gắn vô đây nè ha, mình châm châm dầu, châm xăng vô đây ha, châm dầu đó rồi bịch cái tim này lại ha, xé ra nó còn mới nguyên luôn. Rồi đốt thôi ha. Bằng inox nha mọi người, full inox luôn. Này kích thước này. Rồi cái này mã số 3 nha, 300 ngàn. Mồi lửa đi. Rồi nó là cái mồi lửa. Rồi tiếp theo là cái kéo các vải nè. Tokyo Tobasami 260 mm ha. Là nó dài 260 đó, đó. Nó dài 26 cm đó. Bán ngót luôn nha. Cắt ngọt ngắt luôn. Đây rất đẹp luôn nha, lưỡi nè. Đó. Cái lưỡi nó mà cắt được cái ni lông này thì mọi người biết cái độ bén đó ha. Tán đồng luôn nha, tán nằm rất là chất lượng, tán bằng đồng có dập hiệu quá trời luôn, dày. Đây cái thước dày 5 ly ha. Ôi, xin lỗi là cái kéo, cái mặt kéo nó dày 5 ly. Rồi mã số 4 nha, 400 ngàn kéo các vải. Năm là cái la bàn. À, dụng cụ này cũng đa năng luôn nè. La bàn rồi hước hỉ ha. Rồi hước kẻ nè. Rồi kính lúp nha. Này la bàn mọi người. Nó có nguyên cái cây 500 to trong đây luôn. Trong tay Nam Bắc nè. À. Của Matsushita Denko
Nhật ha. À đây kính lúp. Đó kính lúp. Cũng nhìn rất là rõ. Rồi mã số 5 ha, 200 ngàn. Thước đa năng. Rồi số 6 cái bấm móng tay của Đức. Gomani nha. Đây, Gomani nè. Của Slogan Gomani của Đức. Lưỡi nè. Còn cắt tốt. Sai rồi nhưng mà còn cắt rất là tốt. Bé không? Rồi cắt móng tay mã số 6 à, 150 nha. Rồi đây một cái vòng đeo tay, vòng nam đeo tay hàng bãi Nhật nha mọi người. Hàng này Nhật về luôn. Nó là của thương hiệu đây, hiệu SHE. Cái vòng này gọi là vòng ở ngoài thị trường bán đang gọi là cái vòng điều hòa huyết áp đó mọi người. À, có những cái con mắt, những cái mắt như là giống như tự tính. Đây. Này ha. Cái vòng này cổ tay khoảng 18 đeo ha. Nó vừa cổ tay 18. Rồi mọi người có thể cắt bỏ bớt mắt nè. Mắt này có thể cắt được nha. Đây. Nó để đánh dấu là những cái mắt cho phép cắt đó. Nhấn cái tán này cái là rút ra cắt bớt mắt. Nó bằng đây thép không rỉ nha mọi người. Thương hiệu nè. Rồi mã số 7. 700 ngàn. À số 8 cái này hay nè. Cái này là một cái tay mài. Nhưng mà mình cái tay này để chế nha mọi người. Tại vì để mà hoạt động thì nó phải có nguyên một cái bộ. Cái này của như trong nha khoa đó. Cái tay mài á mọi người. Tay mài siêu nhỏ. Nó gắn cái mũi lên đây nè ha. Còn đầu này là gắn hơi vô nè ha. Hơi và kèm một đường gió nữa nha. Nè nó hai cái đường mọi người thấy không. Đó. Tại vì khi mài á cái đây nó sẽ hỏi ra luôn, có cái hơi nó hỏi. Made in Japan ha, Nhật sản xuất. Còn cái nắp đậy luôn. Chung nó về tình trạng nó nguyên cái này nè, có hai cái bật đạn siêu nhỏ luôn, bật đạn đi theo với nó đó, rồi nó hơi hai, rất là nhỏ nha, nó bằng cái ngón tay thôi nè. Mà nó chạy bằng hơi đó. Chúng mọi người về chế thì xài ha. Chứ này chưa có thử gì hết. Không biết xài sao. Rồi, mã 8 ha, 300 ngàn.
tai mài ha, tai mài nha khoa. Rồi tiếp theo một cây hước. À, cây hước này hay à. Ồ. Cái hước này nó đo sao quên mất rồi. Đây là cái nắp. Này giống như đo đường kính mọi người. Nè, càng nhỏ xuống thì nó sẽ cái số này nó càng nhỏ xuống ha. Đo từ 0 đến 6 ha. Vậy là cái đường kính 6 mm ha. Đây. Để đo thử rồi đúng không? Rồi chính xác rồi đó. Đây đúng rồi, 6 ly nè. Ha, 6 ly nè. Đó là có nghĩa là nó đo đường tròn á, cái lỗ tròn. Đây, giống như vậy nè. À, không được rồi. Nói chung cái nào có lỗ tròn mọi người đốt vô là biết nó hiển thị đây ha, có vạch luôn nè. Này có vạch tên nè. Vạch và số. Đó vạch và số nha, đây vạch nè. Này 6 ly nè, to nhất. Hước đo lỗ ha. Đo lỗ. Rất là đẹp. Hước đo lỗ từ 0 đến 6 ml. Rồi mã số 9 ha, 300.000. Mời cái kìm phe. Kìm phe này hãng này của Mỹ á. Rural ha. Safety. Kìm phe mở hai mặt nha. Mở hai lò phe trong và ngoài luôn. Mở được phe trong phe ngoài nha. Đây. À, rất là tiện, một cây mà hai chức năng. Đây là mở một bên nè. Bây giờ mọi người đảo cái con ốc này nữa. Cái này dính dầu nha. Chứ nó thép này rất là cứng. Đó là thành một cái chức năng nữa ha. Mũi còn rất đẹp luôn. Rồi mũi này một ly tám nha mọi người. Rồi. Mũi nó 1 ly 8. Đây, mũi rất đẹp. Rồi mã số 10 ha, 300.000. Kìm mở phe hai chức năng trong ngoài. Rồi nay về con này cũng là hãng Mỹ nữa nè. Leatherman Tool USA. Con này á, nó bị khuyết cái là nó thiếu cái chốt đây mọi người. Rồi xem cái con tán đó nè. Đó 4 tán giống nhau ha. Là 4 tán giống nhau. Đây nó cái con tán này nó bị bung con tán này. Bung cái nắp á. Đó giờ không biết sao để vậy thôi. Còn mấy tính năng này nó ok. Đúng chuẩn Mỹ nha, USA ha, Leatherman, thương hiệu Mỹ luôn. Này, cái mỏ còn ok luôn. Bên trong đây nó xài rồi ha, nó
cái răng nó có xài bên trong nhiều nè, không tránh khỏi là nó dập. Răng bên ngoài còn ok, trong dập, lưỡi cắt còn ok, có lưỡi cắt kèm nha. Đó, một tính năng là kèm. Rồi đây là cái gì đây, cái mũi này bằng bằng giống như con bít dẹt mọi người. Hai con bít dẹt ha. Rồi để coi. Rồi tiếp theo một lưỡi dao nè, dao Lidman vuốt A luôn, nó dập trên cái lưỡi luôn nè. Đây, Lidman vuốt A nè. Một lưỡi dao lớn nè, với một cái lưỡi dao gì nhỏ xíu, nhọn nhọn. Lưỡi này có mài rồi nè, cái mũi nhỏ. Rồi qua bên đây là một cây dũa. Đây một cây dũa sắt ha. Cây dũa sắt nhỏ. Rồi tiếp theo là một cái đồ khui. Một cái đồ khui bia, khui rượu nè. Khui bia, khui chai. Rồi một cái mũi gì nhọn nhọn nhỏ nhỏ ha, bằng bằng cái đầu. Rồi một mũi bắt ke. Ke này cũng có xài nhiều. Đây, tình trạng. Rồi đây nó còn có cái hước. Hai cái này là cái hước. Nó hước có số. Rồi con này mã số 11 ha, 650 nha. Rồi tiếp theo một cái đồng hồ quả quýt. Đây quả quýt của Nhật nha, da bên là máy Nhật. Vỏ này chắc bằng đồng quá, nhìn thấy nó vàng vàng. Đây da bên nè, máy da bên nè. Quạt là xài pin ha, xài pin hiệu nè, hiệu Victor Rosso. Mặt số rất là đẹp, số kiểu này nó đẹp. Ngoài là hình đá bàn. Rồi dây xích. Đó. Nó vậy ạ. Cái này là size luôn, cái vỏ này là 46 ha. Rồi cái mặt kính không à. À, mặt đồng hồ 40. Rồi cái đồng hồ của quýt này mã số 12 ha, 600 ngàn. Rồi tiếp theo một con, cái này cũng là cái đồng hồ luôn nha, nhưng mà nó rất là độc. Nó là cái đây, cái nhẫn nha. Rồi là nhẫn đồng hồ ha. Nè, nó là dây dây chung thì không. Rồi bây giờ anh bật lên đây. Thấy không? Rồi cũng chạy pin luôn nha. Mở cái này ra hai pin. Boxy. Cái hôm này là Bossy quạt chạy pin.
dây này dây mặt thép, dây dây thép ha. Máy Nhật nha mọi người, dòng này là máy của Nhật. Máy bên trong xài pin à, hai pin là máy của Nhật. Rồi cái đồng hồ nhẫn này mã số 13, 300.000. Rồi tiếp tục về mấy cái móc khóa nữa nè. Bữa bán nào hỏi móc khóa nè. Này có nữa nè. Móc khóa này là 15 cái nha, bán nguyên bộ 15 cái mọi người. 15 cái móc 100.000, mã số 14, móc khóa, khóa này hàng Nhật nha mọi người, chung nó chất lượng cao, hàng chuẩn, móc nhỏ, chung cái móc nhỏ để mình sử dụng nhiều chức năng, đó, rất là tiện. Rồi cái con đồng hồ của Catcher nè, con đồng hồ này đồng hồ nước của Catcher, áp nó cực kỳ khủng khiếp luôn này, áp nó tới 300 kg nha mọi người, nó 330 nè là khí đó. Nên em cũng không có đồ để test nè, chung là nó hàng tháo nó rớt ra từ máy á. Catcher của hiệu Đức ấy, rớt ra từ máy nha. Này đồng hồ nước trong máy, máy rửa xe mọi người, rửa xe cao áp này, nguyên cây bằng đồng luôn nè, cầm khá nặng luôn đó. Dính liền luôn nè, chưa mở trên đây luôn không. Nó dày lắm, nắp kính nó dày mọi người, tại chịu áp lực cao, chịu nước mà. Như là nó chịu nước trực tiếp vô đây luôn á, nó làm kính cái dày nè. Thấy còn đẹp, chung chưa test ha. Rồi bán cho bán nào có máy ha, về test mã 15 nha, 200.000, áp rất lớn nha, chung mình không có máy để vô, 300 kg. Cái vạch nhỏ nhất của nó là 50 nè ha, vạch nhỏ nhất là 50 ha. Rồi đây, lâu lắm mới có một con dao ghép cành nè mọi người, trước có mấy bác hỏi này có nè, dao ghép cành này về nó còn nguyên gì nha, này chà sơ cái nó ra mọi người, vùi nhùi bỏ dầu vô chà nó ra, tại vì cái thép này nó đặc trưng nó vậy à, xài vài ngày cái là nó đen lên ha, chứ nó không có như mà thép trắng đâu, nhưng mà nó rất là bén, bén lắm. Con này còn liền nè, lưỡi còn liền nè, lưỡi nó còn liền nè, chưa có mẻ. Rồi, dao ghép cành mã 16 ha, 200.000.
rồi 17 cái cân bị hư nè, về cắm lên nó không chạy, rất là tiếc. Cân còn đẹp lắm nè, chưa có bóc cái siêu này ra luôn, không biết nó bị rớt dây hay bị gì trong. Đây thông số để là từ 1 gram đến 25 kg nha. Rồi xài hai viên pin này nè, pin đồng hồ. Đó. Lên nguồn nó hiển thị ký rồi luôn, là gam luôn nè, phải đèn chói phía ngoài nhìn rõ mà nhắn không nhảy không biết sao. Rồi mã 17 ha, 300.000 cân điện tử. Rồi nay về cuộn dây điện ha, cuộn dây điện này lụm trong cái máy của Mỹ nha mọi người, cái máy đây Topman thương hiệu nè, cái máy của Yota luôn nha, máy của Yota. Tất nhiên bộ dây đi theo cái máy thì nó cũng tốt. Ở đây bên bển không biết nó bị gì trong đây nhưng mà nó quấn cùng dây ha, nhưng mà điện ra ok, nói chung phải nó quấn vậy để vậy ha, chắc bị nứt dây ngoài. Rồi dây dài, dài 10 mét mọi người, thông số là dây điện 0.75 mm ha, nè mm vuông 0.75 là lõi 0.75. rồi tải điện là 7A điện 125V. Dài 10 mét. Rồi mã số 18 nè, 300.000 dây điện, dây nguồn. Hai đầu nó là chui dẹt ha, chữ nhật nè. Rồi tiếp theo hôm nay em về mấy cái đôi giày cũ nha mọi người, giới thiệu mọi người mấy đôi giày cũ. Nói chung thì chất lượng và được cái nó cũ, người xem kỹ thì mua ha, tại vì nó mỗi đôi nó có một size một, mỗi mẫu nó có một size, không có cái size khác để mình lựa chọn đâu. Rồi đôi này hiệu Nhật nè, đôi này hiệu đỉnh cao số 1 của Nhật, thương hiệu thời trang ED Queen đây, để là ED Queen, thương hiệu trang nhất nhì Nhật đó. Đôi này nó làm độc lắm nha mọi người, mà nhìn từ cái thiết kế ngoài nó giống như đôi dép ha, kiểu đôi dép đế cao su, cái đế này nó làm rất là độc, giống như là bằng gỗ luôn, rất giống gỗ luôn nha, còn rất mới, mới 96% luôn. Nè đế nè, đế như mới chưa. Còn này nó làm cái lông lông mềm mềm, không biết bằng chất liệu gì luôn, bên trong cũng lót lông lông nè. Rồi dưới đế thì như cái cây, như nó đúc từ cây ra mà. Còn dưới đây cao su mềm, đây khóa đồng ha. Rồi đôi này là size nó màu vàng, vàng vàng như vàng vàng da bò, size 39 nha, size 39 chừng 24 cm, mang 24 25 cm.
rồi mã là 19, giá 600.000. Đôi dép Nhật. À, mọi người xài hàng Nhật chắc biết cái thương hiệu thời trang này ha. Đi quên ha. Đứng đầu Nhật. Rồi tiếp theo đôi này của cái dòng này của Hàn Quốc mọi người. Đôi này kiểu Hàn Quốc. Ngoại hình liền lạc ha. Keo đồ tốt. Chung liền lạc. Để rồi đôi này cũng xa 39 nha, chừng 240 màng. Rồi mã 20, xa 39 luôn, 300.000. Rồi 21 đôi dài nai. Rồi này đi thể dục. Dạng nai nha, thể dục. Đây. Nai kịp. Dạng dẻo mọi người. Trước cũng có bán mấy đôi. Nó về cũng mấy đôi nè. Dẻo đi rất là êm luôn nha. Đó. Với lại nó làm lưới hung nè, để nó hón chân. Êm hón. Nè. Tôi size tới 43 nha mọi người. Tôi size 43 nè. Tay em nè. Size 43. Đó lưới nó rất là mềm khoáng luôn, màng rất là nhẹ luôn. Nó rất là nhẹ chân ha. Nhẹ dài. Rồi mã 21 nha. Size 43, 350 nha. Đây đôi giày, giày da đen ha. Cái dòng này nó của thằng Asics. Asics của hiệu Nhật. Asics này. Rồi này cũng thể dục thể thao, đi bộ, đi chơi dã ngoại được, ok. Acid đế reo, đế công nghệ reo, đế bám. Rồi cũng còn liền lạc, ok. Rồi con này size 42, chừng 265 mà ha, 265 mm. Rồi mã 22 ha. Size 42. 450 nha. Rồi acid nè. Rồi tiếp theo một đôi da. Đôi da màu đen ha, nó phối màu trắng trắng. Đế cao su. Này có mai đế hết mọi người, nó mai vòng quanh nè. Cái hãng này nó mai cái đế luôn. Con này size 39 luôn nha. Hiểu con chim mọi người. CEO Rio. Nè, CEO Rio con chim. Cánh chim. Size 39 ha, 39.5. Size 39.5. Chừng 240, 240.5 mà.
Rồi mã 23 ha, giá 500 ngàn. Rồi. Tiếp theo một con Sandal. Sandal này thương hiệu này của thương hiệu này nổi tiếng của Trung Quốc. Hàng xuất Trung Quốc, nó xuất đi nước ngoài ha. Nè. Chuẩn xuất bển luôn. Con này là Sandal. Này đây nó có cái này nó có dây hùng. Con này chân tới 42.5 nha mọi người nè. Cái chân em là 40.5. Mang dư khúc 42.5 mang ha. Con này nó đi vài lần ha. Có dấu đi vài lần. Còn đẹp. Rồi, giá 300 ngàn. Mã 24 ha. Rồi, giá trên là chưa bao gồm phí ship nha mọi người. Mọi người chuyển khoản thì nó bớt được phí ship là 20 ngàn rồi. Và đã bớt 20 ngàn phí ship rồi ha. À, mua hàng thì liên hệ em. Đó. Số điện thoại 0348308443. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi, ủng hộ. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để xem mấy cái video mới. Rồi chào mọi người ha. Rồi, gặp lại.